cái chữ mà hữu duy niết bàn là như vậy đó. Cho nên là tất cả các vị đệ tử Phật chúng ta đây, các vị đều có khả năng có niết bàn đó chứ, nhưng mà niết bàn hữu duy. Giờ phút nào môi trường tốt, hoàn cảnh tốt, thuận lợi và tỉnh thức thì các vị có niết bàn. Nhưng mà lỡ một cái duyên cớ mà nó không được thuận lợi ha, là mình bị tác động ngay, là mình bị trở lại hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si. Mà nếu mà mình tỉnh thức được thì là mình cũng bị nó tác động vô, cái nó làm ô nhiễm cái trí mình, rồi sau đó mình mới là xua đuổi nó ra được, mình mới vượt ra được, mình mới là trở lại cái trạng thái tịch diệt được. Còn bằng không mình bị chao động, không còn tịch diệt nữa đó. Cho nên là cái việc tu hành này á phải hết sức. Bây giờ tôi mới thấy rằng là tại sao Như Lai dạy các đệ tử là phải luôn luôn là thừa thiền định đó. Thế thì cái chữ thiền định mà ngày nay tôi phát hiện đó, Như Lai dạy là quá chí lý. Vì bậc đại giác dạy thì đâu có sai. Chỉ có cái điều là cái chữ thiền định mà đời nay đệ tử Phật hiểu á, là mỗi lần gọi là thiền định là phải ngồi, đó là sai. Bây giờ tôi có thể nói thẳng với đại chúng, tôi chịu trách nhiệm điều đó. Nếu ai gọi thiền định hoặc học thiền định với ai đó mà người ta dạy hễ thiền định là phải ngồi thiền, là tôi như vậy là không thành công nổi đâu. Nghĩa là nói rằng là sai tật, tật bét, sai bét là không đúng. Nhưng mà cái giờ mà các vị ngồi đó thì các vị có thiền. Nhưng mà còn lúc đi thì sao, lúc đứng thì sao, lúc nằm thì sao? Do vậy cho nên cái chữ thiền định mà tôi muốn nói ở đây á, là phải tập làm thế nào mà ngồi là tư duy quán chiếu đại định, mà bất cứ ngồi tư thế nào cũng được, cũng đều là thiền định được hết. Rồi còn đi, đi xem qua, đi thậm chí là nhổ cỏ, thậm chí là sửa kiểm, hoặc là tưới cây, hoặc là đi bắt bộ chơi ngoài đồng ngoài ruộng, đi cũng vẫn là thiền vô cùng hữu hiệu. Rồi có những lúc nằm cũng thiền vô cùng hữu hiệu. Tôi nói ví dụ như hồi một giờ khuya là tôi thức dậy rồi, cái tôi viết mấy trang xong rồi, cái rồi hơi mờ mắt rồi là tôi ra cái võng, mà tôi cái võng sát ở ngoài cánh đồng ha, ở trên cái thất của tôi, còn trên cao á, văn võng tôi nằm ra, tôi tắt đèn xung quanh hết, tôi nhìn trời tăng sao ha, rồi những cái tiếng chim kêu ban đêm, rồi những cái tiếng giặc sành, những tiếng bồ tọt nhái ếch nó kêu á, nó thành một bản nhạc trời tuyệt diệu. Mà trong cái Đề Di Đà tôi gọi là cảnh giới cực lạc, là nhạc trời thường trỗi là cái nhạc đó. Cái tâm của mình nó khinh an rồi đó mà. Rồi mình nghe những âm thanh nó màu nhiệm vô cùng, và cái tâm mình nó nhớ toàn là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, và niệm tính niệm không. Và những cái chữ, những cái câu mà trong kinh mà mình học từ mấy chục năm nay, giờ tự nó lôi ra, nó giải thích, rồi nó tư duy, rồi nó quán chiếu, rồi nó nhận định những cái nghĩa sâu xa màu nhiệm đó, rất là tuyệt vời. Thế thì là thiền không phải là ngồi không, mà là đi cũng thiền, làm công việc cũng thiền, và nằm võng, nằm ghế bố cũng thiền. Là tất nhiên là đi là mà thiền được thì là đứng cũng thiền được. Do vậy cho nên cái chữ thiền đây là tư duy tu, là tánh lự, là mình tư lự, mình tư duy trong lúc mình có trách nhiệm, không bị cái tán loạn, cái điều cử nó tác động vào tâm trí mình, thì mình vẫn thường tư duy quán chiếu những cái chánh niệm đó, những cái ý nghĩ nào mà nó thuộc về bất thiện, ý nghĩ nào thuộc về là bất tịnh ha, bất tịnh tức là nó nảy sinh ra những sự ưu phiền rối rắm với tâm hồn mình á, loại trừ, hạn chế và hóa giải nó đi thì đều gọi là thiền hết. Do vậy cho nên là tôi muốn nói đại chúng là các vị phải tập thiền trong lúc ngồi thiền, đi thiền, kể cả nằm thiền,
đương nhiên là đứng sắc rau, đứng lột vỏ của kiều để nấu ăn cũng có thể là tư duy thiền định được. Có như vậy á thì mình mới là mới giữ được, là giữ được cái tịch diệt ở trong trong tâm hồn mình. Tịch diệt là vắng lặng những cái vọng tưởng phiền não của mình. Thì cái diệt ở trong tứ đế là niết bàn đây. Nhưng mà cái chữ niết bàn ở đây, đại đánh niết bàn ở đây đó, chưa phải ngừng ở chỗ cái chữ diệt đó. Vì cái diệt đó là niết bàn đó, mà nếu học được ngang đó đó là niết bàn hữu dư. Còn hoặc nghiệp dù không phải là thô, cái hoặc mà của mình đây đó, kiến từ hoặc đó, tức là tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ đó, kiến từ hoặc là cái hoặc rất là thô. Cho nên là nó lôi kéo của chúng ta, con người chúng ta là sống trong cái đời sống của người phàm phu đầy đau khổ. Còn hàng thanh văn a la hán thì là vượt qua được cái kiến tư hoặc đó rồi, nhưng mà nó còn cái hoặc cần xa, tức là cái hoặc mà bực trung, chứ chưa phải là hoặc vi tế. Bồ Tát mới là mà loại bỏ được cái hoặc mà bực trung đó, thô mà thô bực trung đó, nhưng mà vẫn còn cái hoặc vi tế. Thế nên là cái đại bác biết bằng này nè, tôi nói đại chúng để ý này nha, các vị phải tư duy quán chiếu. Thì nếu bàn có nghĩa là thường, tức là cái tấm thường, thường thanh tịnh, thường tịch diệt, phải thấy cho được cái này. Làm sao thấy được? Tôi nói ví dụ nè, như hôm nay tôi nằm, tôi cái giờ phút đó hoàn toàn không có một chút xíu nào gió lông lai. Lúc đó nó đứng gió kể cả một vài cái sợi bông gòn phất phơ cũng không phất phơ được, dù là mấy lông gòn cũng không có rung lên được. Thế thì là tôi mới phát hiện ra bình thường có những cái giờ phút mà trong những ngày bình thường đó mà gió nó chuyển động thì chúng ta thấy rằng là trời đất chuyển động, cỏ cây chuyển động, những cái gì mà bay được là nó bay, những con diều nó bay bóng lên trời, những tấm sáo nó đập rầm rầm, những cái cờ nó bay phần phật, cây cối thì là đảo điên. Rồi có lúc thì là khói ngục trời, có lúc thì lá vàng rơi rụng lả tả, và con người thì hoạt động nghĩa là rối rít. Nếu trong lúc mà sắp bão bùng chuyển mưa, sấm sét nổi dậy, thì cả cái bầu vũ trụ nó ồn ào vô cùng như vậy. Nhưng mà như cái trạng thái mà tôi tư duy hồi một giờ khuya hôm nay đó, làm một chút xíu gió để lay động cái bông gòn cũng không có. Thế thì tôi mới nghiệm ra cái chữ đại bác niết bàn này là cái thứ niết bàn đó. Nó thường vắng lặng, như là cái vắng lặng mà không hề có một tí xíu gió nào. Trong khi bình thường là mình tìm cái gió đó, mình tìm cái vắng lặng đó không có. Nếu một ngày nào đó bình thường là gió thổi, như là gọi là, nếu mà cái trường hợp Nguyễn Du gọi là đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay, đùng đùng gió dục rồi mây dần, rồi xe nó chạy bay chạy trong cái cõi hồng trần tung bay mịt bụi cát mịt mù, thế thì là mình thấy rằng cái bầu hư không không bao giờ mình thấy có cái đứng lạnh đó được. Vậy thì bầu hư không không có đứng lạnh ư? Không, nó có những cái giờ phút đứng lạnh vô cùng tịch tịnh, là như giờ phút tôi thấy hồi hôm, cũng như các vị nếu mà để ý các vị sẽ thấy những giờ phút đó.
những giờ phút không hề có một tí xíu gió lay động, những cái bữa trưa mà oi bức mà đứng như là mặt, như là thời gian đứng sững lại, mà các vị để ý các vị sẽ thấy nó có thời gian đứng sững lại không hề có lay động. Thế thì cái vũ trụ nó đã vậy, cái thiên nhiên vũ trụ nó đã vậy. Có những lúc nó đùng đùng gió dục mây giật, có những cỗ xe chạy như bay ở trong hồng trần, nhưng mà rồi có lúc không hề có hồng trần, không hề có sinh hoạt, và mọi vật đều phẳng lặng đứng yên, như là đứng yên bất động vậy. Vũ trụ thiên nhiên đã vậy, tâm ta cũng vậy. Trong tâm ta, ta tìm cái niết bàn, trong tâm ta là ta tìm cái giờ phút đó. Hằng ngày chúng ta sinh hoạt ở trong tham sân si mạn nghi, phẫn hận phu não tật san, hỷ nộ ai cụ ái ố dục thị phi, nhân ngã tốt xấu hơn thua, lợi si quỷ dự cơ sinh khổ lạc. Cái sinh hoạt như vậy đó là chẳng khác nào là cái lúc mà đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay là lúc đó. Nhưng mà rồi tư duy cho kỹ mà đi sâu lại, chúng ta còn có những cái giờ phút vô cùng tịch diệt. Mà ta học cái đại bác với bạn này là cái tịch diệt đó. Tôi bây giờ là tôi chỉ các vị để ý mà tìm ở nội tâm mình để tìm cái niết bàn.